giải pháp an toàn khi lái xe. Mở nhanh tác vụ trên xe chỉ bằng giọng nói, phản hồi thông tin chính xác bằng ngôn ngữ tự nhiên. Trợ lý tiếng Việt Kiki giúp hàng trăm nghìn tài xế tập trung hơn khi lái xe. Nhiều tài xế có thói quen sử dụng thiết bị di động hay điều khiển các tác vụ trên màn hình ô tô để tìm đường, mở radio, nghe nhạc. Tuy nhiên, thói quen này dễ gây mất tập trung và tiềm ẩn rủi ro tai nạn giao thông. Theo nghiên cứu của Cục Quản lý Đường Cao tốc và An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ năm 2019, việc thực hiện một tác vụ trên ô tô sẽ khiến tài xế mất tập trung trong khoảng 5 giây. Và theo phép tính đơn giản, thời gian di chuyển với vận tốc 120 km/h thì việc dùng tay bật nhạc hay mở YouTube tương đương với rủi ro của việc bịt mắt lái xe trên ngọn đường dài gần 200 m. Giải pháp lúc này là một trợ lý giọng nói trên xe. Khi ô tô hiện tại, trợ lý giọng nói tiếng Việt phổ biến nhất dành cho ô tô, khi có tới 700.000 lượt cài đặt, chiếm hơn 10% ô tô đã đăng ký và lưu thông tại Việt Nam. Ước tính trung bình mỗi ngày, trợ lý giọng nói Make in Việt Nam này ghi nhận thêm gần 1.100 lượt cài đặt và sử dụng. Quickly Open Talk the In-Car Research the Voice Respond Accurately to the Information and Naturally Vietnamese Insight Kiki Ahead Under Range of the Thousand of Divine Focus Model When Driving. Thế mạnh lớn nhất của Kiki là hiểu văn hóa giao tiếp và xử lý tiếng Việt chuẩn xác, nên được người dùng yêu thích. Theo khảo sát, người dùng Kiki phân bố khắp cả nước cho thấy khả năng hiểu và phản hồi tốt với nhiều giọng địa phương. Là tài xế thường xuyên phải chốt đón hành khách trong nội thành, anh Hữu Đức, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đã sử dụng trợ lý giọng nói Kiki để tiết kiệm thời gian và tra cứu, để tìm ra lộ trình tối ưu. Từ khi có trợ lý giọng nói trên xe, việc lái xe của mình cũng trở nên an toàn hơn. Mình đỡ phải nhìn vào chăm chăm màn hình, bấm từng nút để mở nhạc hay tìm đường, nên cũng tiết kiệm thời gian. Anh Đức chia sẻ thêm. Vừa qua, anh mở đi quanh. Trợ lý này còn nâng cấp với tính năng sổ địa chỉ, cho phép lưu lại những địa chỉ. Theo đó, người dùng có thể lưu địa chỉ, nhà hoặc cơ quan và ra lệnh chỉ đường theo từ khóa trên. Many drivers have the habit of using mobile device or the controlling touch the on-car screen to find direction, turn on the radio, listen to music. However, this habit can easily cause a disaster. Empowering traffic addition. According to research by the U.S. National Highway